ngày 6 tháng 7, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bất thường, xem xét thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn, với 100% các thành viên tham gia đều biểu quyết tán thành. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày tờ trình của Chính phủ và chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra về dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn. Theo đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau. Xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít. Nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn là 500 đồng một lít. Dầu ma rút, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn là 300 đồng một lít. Mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng 1 kg xuống mức sàn là 300 đồng 1 kg. Riêng dầu hỏa vẫn giữ mức 300 đồng một lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn tiếp tục thực hiện theo nghị quyết số 579 2018 UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, nghị quyết có hiệu lực càng sớm càng tốt để có thể hỗ trợ ngay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Cùng quan điểm về nghị quyết này, cần sớm có hiệu lực thi hành, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, cần thiết phải giảm thuế xăng dầu để góp phần vào việc giảm giá xăng dầu, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Ông Bùi Văn Cường cho rằng, để đảm bảo kịp thời thì nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2022. Nhất trí với đề xuất của chính phủ, song, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho biết, mức giảm hiện nay đối với thuế bảo vệ môi trường trong giá xăng dầu không đáng kể. Do đó, chính phủ cũng cần phải cân nhắc để xem xét các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở của xăng dầu để có chính sách điều hành với tiếp tục giảm giá xăng dầu xuống. Kết luận nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, căn cứ vào tờ trình của chính phủ và thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết ban hành nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như đề nghị của chính phủ. Đồng thời, thống nhất thời hạn áp dụng nghị quyết là ngày 11 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ áp dụng thuế bảo vệ môi trường theo tinh thần nghị quyết 579 2018 UBTVQH14 nếu không có trường hợp gì đặc biệt. Khi nghị quyết này được ban hành sẽ thay thế cho nghị quyết 13 2021 UBTVQH15 và nghị quyết 18/2022 UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ xem xét để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị định liên quan đến thuế MSN, đồng thời khẩn trương xem xét, nghiên cứu đối với những vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu. Tại phiên họp, với 100% thành viên tham gia biểu quyết tán thành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn. Nhiều chủ doanh nghiệp, tài xế biết xe chở quá tải là sai, nhưng lý giải không thể không làm vì giá nhiên liệu tăng, trong khi nhiều khoản cố định phải chi. Anh Nguyễn Văn Thanh, 38 tuổi, quê Hà Nam, nhận lái xe chở đất, đá cho một doanh nghiệp ở Hòa Bình hơn 2 tháng trước. Ngày nhận việc, anh được giao phụ trách một xe tải, nhìn qua đã nhận ra thùng xe được cơi nới. Nhưng là người làm công ăn an lương, anh không dám phản nàn. Mỗi khi vào khu lấy đất đá, tài xế máy múc xúc bao nhiêu vật liệu vào thùng thì xe tải chở bấy nhiêu. Anh ngầm hiểu, chở quá tải thì công ty mới có lãi, lương mới cấp đều hàng tháng cho lái xe và thắc mắc chỉ thêm đau đầu. Nhưng cũng từ lúc nhận việc, anh Thanh luôn lo sợ bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra trên đường. Điều này khác hoàn toàn so với trước đây khi anh chạy xe đông lạnh, chở ít hơn hoặc bằng tài trọng quy định. Anh cho rằng, về cơ bản thì lái xe quá tải không có gì nguy hiểm. Tai nạn xảy ra chủ yếu là do trình độ của lái xe kém hoặc chạy ẩu. Giữa tháng 6, xe tải do anh Thanh điều khiển bị thanh tra giao thông tỉnh Hòa Bình kiểm tra. Thùng xe 150 cm cao hơn so với thông số ghi trong giấy chứng nhận kiểm định 22 cm. Công ty chủ quản bị phạt 14 triệu đồng, anh Thanh bị phạt 2,5 triệu đồng. Nghe xong khoản phạt, anh thẫn thờ lo lắng không biết công ty có trả tiền phạt cá nhân cho mình hay không, nếu không thì các con lại mất vài hộp sữa. Cũng giống như anh Thanh, tài xế Hoàng Văn Quý, 35 tuổi, trú tại Sơn La, lái xe tải thuê cho một doanh nghiệp khác khai thác đá tại huyện Trương Mỹ, Hà Nội hơn 5 năm nay, với thu nhập là 15 triệu đồng mỗi tháng. Khi bị cảnh sát giao thông dừng xe hồi tháng 6, anh Quý thất thểu mang giấy tờ cho lực lượng chức năng kiểm tra, rồi ngồi một góc gọi điện cho công ty nhờ sự hỗ trợ. Hai tiếng sau, công ty đồng ý chịu một nửa tiền phạt. Anh Quý bảo, ngày này chạy trên đường đã nguy hiểm, lái xe cơi nới còn nguy hiểm hơn vì các thông số không còn đúng với tính toán của nhà sản xuất. Nhưng cuộc sống mưu sinh nên đành phải chấp nhận, mình không làm thì người khác làm. Làm chủ một công ty vận tải sở hữu 10 xe tải loại 7 đến 11 tấn, anh Trần Hải, 40 tuổi, tại thành phố Hà Tĩnh cho biết, thời điểm này vật giá leo thang, nếu chạy đúng tải thì không có tiền để bù vào những chi phí vô hình. Trong một số hoàn cảnh, anh buộc phải chỉ đạo nhân viên chở quá tải, chấp nhận tát nước theo mưa, bởi đa số doanh nghiệp đều lén lút làm như vậy. Theo anh Hải, chi phí cứng mà công ty phải trả lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng, gồm tiền lương cho 15 tài xế, mỗi người 9 triệu đồng một tháng, tiền ăn là 120.000 đồng một ngày, tiền bảo trì xe, lãi ngân hàng. Doanh nghiệp cũng phải dành một khoản làm chi phí mềm được xem là luật bất thành văn để được tạo thuận lợi. Những năm trước, giá nhiên liệu rẻ khi hoàn thành một công trình, anh Hải luôn có lãi, ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục triệu, lo được cơ bản các khoản phát sinh. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu tăng vọt, công ty Anh không còn cách để bù lỗ nếu không cơi nới thành thùng xe. Ông chủ doanh nghiệp tính toán, trước đây ký hợp đồng san lấp với đối tác, giá mua một khối đất, hơn 1 tấn, tại mỏ khoảng 50.000 đồng, bàn giao là 100-120.000 đồng tùy cung đường. Công trình làm nhanh thì trong một tháng, nhiều là 4-5 tháng. Nhưng từ lúc bắt đầu làm cho đến khi bàn giao, giá dầu tăng từ 20.000 đồng đến hơn 30.000 đồng một lít phía mỏ đất cũng tăng giá bán một khối lên hơn 60.000 đồng. Công ty phải chịu lỗ khoản tiền dầu do hợp đồng đã ký, không thể yêu cầu đối tác nâng giá vật liệu. Nếu bỏ ngang, sẽ phải đền bù và đơn vị khác nhảy vào làm ngay. Anh Hải tâm sự, mỗi lần dầu tăng giá, tôi luôn giật thột, nỗi lo tăng lên từng ngày. Xe tải quy định chở 10 tấn, chỉ có thể chở lên tới 13 tấn. Khối lượng nhiều thì tiền thanh toán sẽ lớn hơn. Chẳng hạn, nếu chở 10 tấn, chạy cung đường 20 km, giá một khối đất là 60.000 đồng tổng cả chuyến là 600.000 đồng. Khi chở 13 tấn sẽ có thêm 180.000 đồng. Đây có thể xem là khoản tiền lời. Với một công trình cần 1.000 khối đất, xe chở trong vòng 1 tháng, theo anh Hải, lãi khoảng 15 triệu đồng. Năm ngoái do ảnh hưởng của Covid-19 nên xe ít chạy. Năm nay, thời tiết thất thường cũng khiến một số thời điểm xe phải chôn chân. Làm vận tải phụ thuộc vào thời tiết, nắng thì xe chạy đều, mưa thì phải nghỉ liên tiếp 4 ngày sau đó, do đất nhão, máy không thể múc. Dù xe phải động một chỗ, anh vẫn phải chi tiền bảo dưỡng xe, lương cho tài xế. Ai cũng biết, cơi nới thành thùng, chờ quá tải là trái quy định, nhưng không làm vậy thì nguy cơ doanh nghiệp phá sản là hiện hữu. Ngoài doanh nghiệp, một số tài xế có xe tải riêng cũng chung lý giải chở quá tải là để bù giá xăng dầu tăng. Một năm trước, anh Nguyễn Văn Nam, 41 tuổi, vay ngân hàng gần 1 tỷ đồng để đầu tư chiếc xe bên hai cầu làm dịch vụ vận chuyển đất cát. Khoáng sản ở Quảng Trị Xe là tài sản thế chấp ngân hàng. Theo đăng kiểm, Xe được chở 8,5 mét khối vật liệu. Xong, thùng đã được nâng lên một khoảng để chở thêm 2 mét khối. Anh giải thích việc này nhằm bù chi phí đầu vào do không thể yêu cầu đối tác tăng cước vận chuyển. Anh Nam cho hay, mỗi mét khối vật liệu được doanh nghiệp trả 3.300 đồng mỗi km. Với mỗi chuyến xe tải như trên, chủ xe được trả 330.000 đồng cho quãng đường 10 km, thực tế là 20 km nếu tính cả chiều về. Trong đó, chi phí nhiên liệu là 220.000 đồng. 30.000 đồng công tài xế, chủ xe còn 80.000 đồng. Anh Nam nói, tiền làm ra phải chi cho việc khấu hao tài sản, trả nợ và lãi ngân hàng, rủi ro dọc đường. Những ngày mưa và các tháng mùa đông đa phần phải nghỉ. Nếu không trở qua đăng kiểm thì chủ xe không còn đồng nào. Tổng trọng tải của hàng và xe vẫn đáp ứng tải trọng của các tuyến quốc lộ. Chỉ khi vào đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ mới có giới hạn tải trọng cầu đường. Tuy nhiên, nếu các phương tiện chạy xe liên tục trên một tuyến thì đường vẫn có thể bị hư hỏng và xuống cấp tai nạn theo anh Nam là nhiều nguyên nhân, chứ không hoàn toàn là do chở quá tải. Vì nếu tài xế có kỹ năng, chạy đúng tốc độ quy định thì vẫn xử lý được các tình huống. Để hạn chế việc chở quá tải thì phải tăng tiền vận chuyển. Nhưng việc này, chủ xe không đàm phán được với đối tác vì đã có giá chung. Tình trạng ô tô chở quá tải gây hư hỏng đường xá làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân, tồn tại nhiều năm và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mới đây, ngày 4 tháng 6, xe tải cơi nới thùng cao hơn 2,5 lần cho phép, chở đất chạy trên đường Hồ Chí Minh, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, Hà Bình đã bị lật và đè ô tô 4 chỗ, làm 3 người bị chết. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể hôm 9 tháng 6 cho biết, Bộ đang kiến nghị phản nặng đối với xe vượt tải 10%, tịch thu xe với xe vượt tải đến 20%.